Xin chào đón quý vị khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp lúc 6 giờ chiều của đài truyền hình IBC TV, được phát sóng tại hai miền Nam Bắc của tiểu bang California trên các băng tần 57.19, 16.12, 27.7, hệ thống Galaxy 19 khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và Canada. Phụ trách chương trình sứ ngôn viên Tuyết Nha và Hà Anh xin được gửi lời chào trân trọng nhất. Như thường lệ, sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. Bolivia đóng cửa trường học vì khói cháy rừng bao trùm Santa Cruz. Bốn mươi xe tải chờ ở biên giới để vào được Gaza. Ông Trump nộp đơn tranh cử sơ bộ ở New Hampshire, bình luận về cuộc đua chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Chuyến bay Alaska Airlines chuyển hướng sau khi phi công cố gắng tắt động cơ. Không có lý do gì để tin chủ nghĩa bài Do Thái đằng sau vụ giết người lãnh đạo giáo đường Do Thái, cảnh sát của Detroit đã cho biết. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên liên quan tới vụ cháy rừng tại Santa Cruz qua phần trình bày của sứ ngôn viên Hà Anh. Kính thưa quý vị, Bolivia đã đóng cửa trường học vì khói cháy rừng bao trùm Santa Cruz. Sở Santa Cruz của Bolivia đã đưa ra cảnh báo vệ sinh đỏ và hủy bỏ việc học sinh vào ngày thứ Hai, ngày 23 tây tháng 10, sau khi cháy rừng khắp khu vực gây ô nhiễm nặng nề. Theo truyền thông của địa phương, chính quyền của Santa Cruz đã đưa ra cảnh báo vệ sinh đỏ do chất lượng không khí nguy hiểm do hỏa hoạn hoành hành ở khu vực giàu đậu nành. Các phương tiện truyền thông của Trung đưa tin Bộ trưởng Bộ Giáo dục Bolivia là Ariel Parry đã đóng cửa trường học để bảo vệ trẻ em và khuyến nghị người dân sử dụng khẩu trang. Chính quyền của địa phương yêu cầu nông dân ngừng đốt nông sản, một hoạt động canh tác được sử dụng để chuẩn bị ruộng gieo hạt vì nó đã bị cấm kể từ ngày 1 tháng 8. Kể từ đó, khu vực này đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ do nguy cơ cháy rừng, theo truyền thông của địa phương đưa tin. Hiện có 5 đám cháy đang hoàn thành ở Santa Cruz. Hơn 40 chiếc xe tải chờ ở biên giới để vào được Gaza. Phát ngôn viên của chương trình Lương thực Thế giới Liên Hiệp Quốc Ali Zaki cho biết rằng cơ quan này có hơn 40 chiếc xe tải đang chờ ở khu vực biên giới giữa Ai Cập và Gaza, chuẩn bị cho thời điểm có thể được vào bên trong. Tổ chức WFP phân phát cá đóng hộp và cung cấp thực phẩm tại Gaza vốn đã bị bao vây vào ngày 23 tháng 10, khi đoàn xe tải viện trợ thứ ba tiến vào cửa biên giới. Việc giao hàng nhân đạo qua Rafah bắt đầu vào thứ Bảy ngày 21 tháng 10 sau khi tranh cãi về thủ tục kiểm tra hàng viện trợ và những vụ bắn phá ở biên giới khiến cho hàng cứu trợ mắc kẹt tại Ai Cập. Rafah là cửa khẩu chính ra vào Gaza mà không giáp với biên giới Israel. Từ khi Israel áp đặt cuộc bao vây toàn diện khu vực này trả đũa cho cuộc tấn công của phiến quân Hamas thực hiện vào ngày 7 tháng 10, Rafah đã trở thành tâm điểm của những nỗ lực cung cấp viện trợ nhân đạo. Ông Trump đã nộp đơn tranh cử sơ bộ ở New Hampshire, bình luận về cuộc đua chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào hôm ngày thứ Hai, ngày 23 tháng 10, đã đích thân nộp đơn tham gia cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống ở New Hampshire. Một đám đông đã cổ vũ cho ông Trump khi ông ra vào tòa nhà nơi ông nộp giấy tờ. Một phóng viên hỏi liệu ông có tán thành việc đại diện Đảng Cộng hòa Tom Emmer làm chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ hay là không. Ông đã trả lời rằng Emmer đã gọi điện cho ông để yêu cầu sự hỗ trợ của ông cũng như những người khác đang tranh giành vị trí này. Ông Trump cũng nói thêm, chà, chúng tôi đang xem xét rất nhiều người và bạn biết đấy, tôi đang cố gắng tránh điều đó càng nhiều càng tốt, nhưng họ sẽ giải quyết thẳng thắn. Khi được hỏi liệu thống đốc của tiểu bang Florida ông Ron DeSantis hay Nikki Haley là đối thủ chính của ông ở New Hampshire, ông Trump đã trả lời, tôi nghĩ DeSantis có vẻ như đang thực sự đi xuống. Tôi vừa xem một cuộc thăm dò được đưa ra và anh ấy ở vị trí thứ ba và anh ấy là một người khác mà tôi gọi anh ấy là Ron DeSantis Moners, anh ấy ở vị trí thứ năm.
Thưa quý vị, chuyến bay của Alaska Airlines chuyển hướng sau khi phi công cố gắng tắt động cơ. Chuyến bay của Alaska Airlines đi tới San Francisco chuyển hướng tới Portland, Oregon sau khi phi công đang làm nhiệm vụ bên trong sàn đáp, cố gắng vô hiệu hóa động cơ máy bay. Nghi phạm là Joseph David Emerson, 44 tuổi, bị buộc tội 83 tội danh cố ý giết người, gây nguy hiểm cho máy bay. Theo thông tin đặt vé của văn phòng cảnh sát trưởng tại quận Monomart, sau khi bị cảnh sát cảng Portland bắt giữ, chuyến bay 2059 Alaska Airlines Horizon Air khai thác từ Everett, Washington, chuyển hướng vào Chủ nhật 22 tháng 10 sau báo cáo về mối đe dọa an ninh đáng tin cậy. Cục Hàng không Liên bang nói với các hãng hàng không trong một thông báo rằng phi công đang làm nhiệm vụ tìm cách vô hiệu hóa động cơ trên máy bay phản lực khu vực Embraer 175 bằng cách khai triển hệ thống chữa cháy, và nói thêm phi hành đoàn đã khuất phục được cá nhân này và đưa anh ta ra khỏi bồn chuyến bay. Alaska Airlines cho biết họ nói động cơ chưa bao giờ bị vô hiệu hóa. Những cảnh sát tại Portland đã gặp gỡ và bắt giữ y mà không xảy ra trục trặc gì, và một cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Không có lý do gì để tin chủ nghĩa bài Do Thái đằng sau vụ giết người lãnh đạo giáo đường Do Thái. Cảnh sát của Detroit đã cho biết các quan chức điều tra vụ sát hại một người lãnh đạo giáo đường Do Thái ở Detroit vào cuối tuần vừa qua đã cho biết vào hôm ngày thứ Hai, ngày 23 tháng 10. Tội ác dường như không được thúc đẩy bởi chủ nghĩa bài Do Thái, mặc dù cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Cảnh sát trưởng của Detroit là James White đã cho biết không có lý do gì để tin rằng vụ sát hại Samat Hanwar, 40 tuổi, chủ tịch giáo đường của Do Thái là Isaac Aridautau, là một phần của sự gia tăng gần đây về tình cảm chống Do Thái ở Hoa Kỳ khi chiến tranh bùng nổ tại Israel, đã thúc đẩy sự thù địch chống lại cả người Do Thái và người Hồi giáo. Wall được phát hiện bị đâm chết bên ngoài nhà của cô ở khu phố Lafayette Park của Detroit vào ngày thứ Bảy, ngày 21 tây tháng 10. Cảnh sát cũng cho biết họ tin rằng cô đã bị giết trong nhà sau khi trở về từ một đám cưới vào sáng sớm ngày thứ Bảy, và bằng chứng vấy máu cho thấy cô đã loạng choạng bước ra ngoài sau khi bị tấn công. White cũng cho biết không có dấu hiệu của việc đột nhập vào nhà của cô. Cảnh sát từ chối bình luận về động cơ có thể có tại cuộc họp báo vào hôm thứ Hai và cho biết họ có một số người quan tâm đến vụ án này. Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả ủng hộ cho những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành với đài IBC. Kế đến đó sẽ là tin tức liên quan tới Texas đã ban hành lệnh cấm việc vận chuyển chống phá thai như thế nào, hay Tổng thống Mexico đã kêu gọi... Thưa quý vị, thống nước của Mexico kêu gọi Tổng thống Biden phải ưu tiên đàm phán Cuba ra sao. Bangladesh đã có vụ tông tàu hỏa, ít nhất 13 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Những nhà hoạt động Ponikio đã tổ chức biểu tình về biến đổi khí hậu tại Italy. Xin mời quý vị đón xem.